Khoảng 2 tuần nay, bệnh nhi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gia tăng khoảng 20-30%. Tương tự như các năm trước, trong thời điểm giao mùa, các mặt bệnh thường gặp chủ yếu là bệnh đường hô hấp, tiêu hóa. Phổ biến mùa này đó là các bệnh lý về viêm ruột, khởi phát là trẻ hay nôn này, xong chuyển sang phân lọc nước này. Sau đó thì em bé có thể bị tiêu chảy kéo dài vài ngày. Phổ biến thứ hai đó là nhóm bệnh lý hô hấp. Phổ biến mùa này vẫn là các bệnh về viêm đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản. Trẻ có thể đột ngột khó thở, ho và có thể tình trạng khò khè kéo dài. Các khoa bệnh nội trú thời điểm hiện tại cũng kín giường. Năm nay một số bệnh như cúm mùa, RSV không còn xuất hiện theo mùa mà gần như rải rác quanh năm. Quảng Ninh cũng ghi nhận sự trở lại của ho gà, sởi, tuy nhiên chỉ cá biệt ở các trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi. Vẫn còn tình trạng tự ý dùng thuốc điều trị cho trẻ không đúng cách, không đúng liều lượng. Cái tác dụng phụ của kháng sinh cũng như kháng viêm khi mà dùng cách bừa bãi thì để lại hậu quả khó lường. Nên một trong những cái nhân dịp này cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ phụ huynh khi mà con bị ốm hoặc em bé có biểu hiện bất thường cần được đi khám sớm để chẩn đoán và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý mua kháng sinh, kháng viêm các thuốc khác để tránh những biến chứng không đáng có. Kể từ quý 2 năm 2024, Bộ Y tế cũng đã cơ bản cung ứng lại đầy đủ vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, trừ vaccine DPT. Hiện, Quảng Ninh cũng đã đạt tỷ lệ 78% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các mũi vaccine theo khuyến cáo. Ngành y tế cũng đang phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ nâng tỷ lệ tiêm chủng lên 95%, song song với việc giám sát, phát hiện dịch bệnh từ sớm. Các kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch trong thời điểm giao mùa này, chúng tôi cũng đã triển khai, đã có kế hoạch, đã có hướng dẫn, tổ chức giám sát tại các bệnh viện, các trung tâm y tế và đặc biệt là giám sát cộng đồng. Hệ thống xét nghiệm của CDC Quảng Ninh cũng như là các cái trung tâm y tế huyện Quảng Ninh hiện nay là đủ điều kiện để xét nghiệm các căn nguyên gây dịch. Bên cạnh vấn đề tiêm chủng đầy đủ các mũi, ngành y tế cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng các biện pháp đảm bảo môi trường sống của trẻ được sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với những người có biểu hiện mắc bệnh và nâng cao dinh dưỡng cho trẻ.